Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Vâng, thực sự ngày hôm nay Nga cảm thấy rất buồn sau khi nghe tâm sự của một khách hàng mua sản phẩm cao linh chi đỏ hộp gỗ thượng hạng Hàn Quốc tại Korea Shop 24 giờ. Có tâm sự với Nga rằng ngay sau khi mà Korea Shop 24 giờ gửi sản phẩm tới và anh bóc hộp sử dụng thì anh mới phát hiện ra rằng hộp cao linh chi đỏ Hàn Quốc mà khi trước anh mua ngoài thị trường để dùng cho cả gia đình là hàng kém chất lượng. Vâng, thực sự đây là một điều rất đáng tiếc đúng không ạ? Không đơn giản ở việc là chúng ta mất tiền mua phải sản phẩm kém chất lượng, mà nghiêm trọng ở chỗ là khi chúng ta sử dụng sản phẩm đó, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn cũng như những người thân trong gia đình bạn. Đó là điều mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng và e ngại khi mà lựa chọn sản phẩm để mua sử dụng cho sức khỏe. Vâng, ngoài thị trường hiện nay thì rất là hỗn loạn, chúng ta không thể tránh khỏi được việc có những người vì lợi ích bản thân mà quên đi lợi ích cộng đồng, sẵn sàng vì lợi nhuận mà quên đi giá trị đạo đức, phân phối các sản phẩm kém chất lượng. Không còn cách nào khác ngoài việc bạn phải tự nâng cấp bản thân mình để trở thành người tiêu dùng thông thái, lựa chọn những địa chỉ mua hàng uy tín để có thể mua được sản phẩm chính hãng. Đối với Korea Shop 24 giờ thì đến nay, suốt thời gian qua khi mà Nga làm việc, chia sẻ và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại thị trường Việt Nam thì đã nhận được rất nhiều đánh giá và phản hồi tích cực từ phía các khách hàng sử dụng sản phẩm có phản hồi lại. Đó là điều mà Nga có thể khẳng định và tự tin trả lời với bạn rằng Korea Shop 24 giờ hiện nay là một trong những địa chỉ uy tín có thể giúp cho bạn mua được sản phẩm chính hãng và không lo lắng mua phải hàng kém chất lượng với giá cả hợp lý nhất thị trường. Khi mà bạn mua sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ thì Nga luôn cam kết với bạn những quyền lợi tốt nhất của khách hàng. Thứ nhất, Nga luôn cam kết các sản phẩm gửi tới bạn là hàng chính hãng. Thứ hai là bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn chứng minh được sản phẩm của Korea Shop gửi tới bạn là hàng kém chất lượng. Thứ ba là trong vòng 7 ngày nếu như bạn đã bóc sản phẩm sử dụng mà vẫn không hài lòng với chất lượng thì chúng tôi cũng nhận đổi trả hàng cho bạn mà bạn không mất thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Thứ tư là chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tư vấn về sản phẩm để giúp cho bạn hiểu rõ về sản phẩm có thể giúp cho sức khỏe của bạn tốt nhất như thế nào và đồng hành với bạn trong suốt quá trình bạn sử dụng. Thứ năm, đó là bạn có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán và chúng tôi luôn luôn giao hàng tận nhà trên toàn quốc một cách nhanh nhất giúp cho bạn có thể bắt đầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng mà không có bất kỳ một lo lắng nào khi sử dụng sản phẩm. Đó chính là những tiêu chí mà có thể nói suốt những năm qua Korea Shop luôn luôn giữ cho mình để cho những khách hàng sau khi mà sử dụng sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ không chỉ sử dụng một lần mà còn quay trở lại mua rất nhiều các sản phẩm khác nữa, thậm chí còn giới thiệu khách hàng cho Korea Shop 24 giờ. Chính vì vậy mà cho đến nay chúng tôi đã phục vụ được một khối lượng khách hàng rất lớn tại thị trường Việt Nam. Và chắc chắn rằng nếu như bạn lựa chọn Korea Shop 24 giờ là địa chỉ tin cậy thì Nga cũng khẳng định với bạn rằng chúng tôi sẽ luôn luôn làm hài lòng bạn. Vâng, bây giờ thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn mua sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc hộp gỗ thượng hạng tại Korea Shop 24 giờ rồi đúng không ạ? Hãy truy cập ngay vào đường link trang web mà Nga để sẵn trong phần mô tả video này. Bạn có thể biết rõ thông tin chi tiết về sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc hoặc rất nhiều các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác mà tại website Korea Shop 24 giờ đang phân phối. Hoặc bạn có thể gọi điện tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi sẽ có những chuyên viên tư vấn về sản phẩm để giúp cho bạn đặt hàng và giao hàng tận nhà một cách nhanh nhất. Vâng, cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.